Xin chào các bạn, lâu lắm rồi Ly không gặp các bạn và hôm nay Ly có một bài nhận xét về một loại sản phẩm khá là nổi của Origin, đó chính là bộ sản phẩm A Perfect World. Và ở đây thì Ly có bốn loại tất cả, đó chính là toner này, serum cho mắt và kem dưỡng da cho ban đêm. Với sản phẩm này thì nguyên liệu chính của nó đó là chính là white tea, là trà trắng, không phải trà xanh green tea hay là black tea mà chính là white tea. Điều khác biệt giữa green tea, white tea và black tea là như thế nào thì Ly sẽ có một video khác hoặc một bài viết khác về phần này. Với white tea hay green tea hay black tea thì đều có độ antioxidant rất là tốt. Antioxidant là gì? Đó chính là chống lão hóa và chống lại các tác nhân tiềm tàng ở cho da, và có thể nói là nó detox rất là tốt, sẽ làm sạch cơ thể bạn rất là tốt. Thì với sản phẩm này, đầu tiên thì sẽ đi vào với toner là nước hoa hồng. Đây mình cũng không thể nói là nước hoa hồng được, mà đây phải là nói là nước trà xanh. Toner này thì có tác dụng rất là tốt cho các bạn có da combination, là da hỗn hợp và da khô. Da mình thì không phải là da khô hay da hỗn hợp, mà da mình có một hương chút dầu, đặc biệt là vào mùa hè. Thì với loại này mình cảm thấy sau 2 tháng sử dụng, buổi sáng và buổi tối, mình cảm thấy dùng khá là tốt, cũng không có bị làm khô da quá sau khi sử dụng trong miếng bông, mà cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, không bị quá khô, không bị quá chai. Nghĩa là khi mà bạn cảm thấy da bạn dùng nước hoa hồng nhiều lại có nhiều chemical và hóa chất thì sẽ làm cho da bạn cảm thấy như là rất là khô và dính với nhau. Còn với loại này thì Ly không cảm thấy vậy, thế nên là Ly nghĩ rằng với loại toner này các bạn dù da khô, da dầu hay là da thường đều có thể sử dụng được. Với sản phẩm này full size thì sẽ là 23 đô với 100ml. Ở đây Ly chỉ cầm trên tay là có 50ml mà thôi, và Ly dùng đã hơn 2 tháng rồi. Và có thể thấy là Ly còn tận 1/3 lọ nữa và dùng khá là tốt. Bước tiếp theo trong quá trình chăm sóc da buổi tối của Ly hay ban ngày đó chính là dùng serum, là tinh chất. Với tinh chất này cũng bao gồm nguyên liệu chính, đó chính là white tea. Và Ly sử dụng loại này vào buổi sáng và buổi tối. Tất nhiên đây chỉ là sample mà Ly dùng được thôi. Với loại này là 15ml và full size của nó là gấp đôi, lọ này là 30ml. Trong 2 tháng sử dụng thì Ly đã dùng hết lọ này và Ly cảm thấy khá là hài lòng, mặc dù không cảm thấy nhiều sự khác biệt cho da như họ nói là sẽ làm chống lão hóa da, vì da Ly vẫn còn khá là trẻ, thế nên là cũng không có thể cảm thấy được là mình có trẻ hơn hay như thế nào cả. Cũng không có một quyết định rõ ràng về việc Ly có thích hay không thích về sản phẩm này. Và các bạn có thể sử dụng sản phẩm này cho tất cả các loại da như ở trên website của Origin đã nói. Và sản phẩm này dạng full size của nó có giá là 40 đô. Với sản phẩm này 40 đô thì Ly không nghĩ là sẽ đáng để mình mua đâu, vì 40 đô mình chúng ta có thể mua những sản phẩm khác tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó chính là tinh dầu cho mắt. Mắt thì phần mắt thường thường Ly sẽ chỉ dùng kem dưỡng da cho mắt mà thôi, nhưng với sản phẩm này họ có đi kèm với serum cho mắt. Thì với serum cho mắt này họ tin rằng sẽ giúp cho vùng xung quanh mắt chống lão hóa và cũng như đem lại tác dụng tốt cho phần đuôi mắt, vì đuôi mắt của chúng ta rất dễ bị có nhiều vết chân chim. Như một số người bạn Ly mặc dù cũng bằng tuổi Ly hoặc trẻ hơn Ly nhưng mà đã có dấu chân chim rất là rõ. Vậy nên các bạn đừng quên dùng tinh dầu, tinh chất hay là kem dưỡng da cho mắt nhé. Và với sản phẩm này thì Ly cảm thấy đem lại một độ dưỡng ẩm cực kỳ tốt cho đuôi mắt của Ly. Sau khi mỗi lần sử dụng, Ly cảm thấy đôi mắt của Ly mềm hơn và cái phần da xung quanh mắt cũng không bị khô sau khi mà sáng ngủ dậy hay là rửa mặt lại, nên là Ly rất là thích loại sản phẩm. Và với giá trị là 35 đô, gấp 3 lần lọ Ly đang có, thì Ly nghĩ rằng đây là một thứ mà đáng để mua. Và 35 đô này thì chúng ta có thể dùng rất là lâu. Mỗi lần Ly dùng thì chỉ lấy một chút xíu thôi. Và Ly rất là recommend các bạn mua sản phẩm này. Sản phẩm cuối cùng mà Ly muốn nói đến mà Ly có đó chính là Origin Perfect World. Đây là night cream dưỡng ẩm dành cho ban đêm. Và Ly còn rất là nhiều lọ này vì đây là lọ full size mà Ly có. Mùi thì Ly cảm thấy có mùi trà rất là thơm và nhẹ, không có bị mùi hóa chất nhiều. Và như các bạn đã biết là Origin là một trong những hãng mỹ phẩm mà luôn sử dụng các thành phần organic
ở trong sản phẩm của họ và rất ít khi dùng chemical carbon, một trong những sản phẩm rất gây ra bệnh ung thư. Và với sản phẩm này, như Ly đã nói là mùi rất là thơm, và mỗi lần Ly dùng, Ly chỉ dùng một chút ít thôi và thoa đều lên da là rất là thích rồi. Nhưng tuy nhiên so với sản phẩm này thì họ recommend, khuyên là sẽ những người có da cực kỳ khô hoặc là da khô sử dụng thì tốt hơn là da dầu. Đối với Ly, da dầu thì Ly sẽ dùng một lượng nhỏ hơn. Một lần Ly dùng hơi nhiều một chút so với bình thường, và sáng dậy thì kem vẫn còn lên trên da và cảm thấy khá là bị nhờn rất là nhiều. Vậy nên là Ly khuyên các bạn, nếu như các bạn nào có da dầu thì nên sử dụng một ít thôi. Và với lượng sử dụng mỗi lần như vậy thì Ly nghĩ rằng cái lọ này sẽ ở với Ly cho đến tận năm sau mất, tại vì sẽ rất là nhiều ở trong này. Và đó chính là ba loại sản phẩm mà Ly đã sử dụng qua trong 2 tháng vừa rồi của dòng sản phẩm Origin A Perfect World. Với dòng sản phẩm này thì Ly khuyên rằng các bạn có da khô sử dụng thì tốt hơn là các bạn có da dầu và da thường. Và hơn nữa là sản phẩm này sẽ, Ly cũng không thể nào có một quyết định chính xác là thành phần chống lão hóa của sản phẩm sẽ giúp cho da mình, vì da liệu rất là trẻ, thế nên là Ly không có một chút ít gì kinh nghiệm về sử dụng các sản phẩm chống lão hóa cho da. Nhưng Ly nghĩ rằng một thời gian nữa thôi thì Ly cũng sẽ biết nếu như tiếp tục sử dụng sản phẩm này. Và Ly xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài review này của Ly nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.